Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông báo về tình hình cơn bão số 2 cũng như tình hình thời tiết các vùng trên cả nước. Theo đó, bão số 2 đã vượt qua khu vực phía tây đảo Hải Nam Trung Quốc và đi vào vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 và ở đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo bão tác động trên khu vực vịnh Bắc Bộ như các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có thể chịu gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 mét. Ngoài ra, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, lượng mưa ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ cũng như Thanh Hóa, lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến trưa nắng gián đoạn và chiều tối có mưa dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.